Hello mọi người. Hiện tại mình đang chạy Vespa Lela Sài Gòn. Mình đang chạy từ cầu chân cầu Thủ Thiêm hướng quận 2. Mình sẽ bữa nay mình sẽ chạy một vòng buổi tối ở Sài Gòn cho mọi người coi đường phố Sài Gòn về đêm ha. Đây là ngay chỗ chân cầu Thủ Thiêm rồi. Chỗ này là chỗ khu quy hoạch Thủ Thiêm. Mình sẽ chạy dọc đường này. Đây là mình đang chạy trên con Vespa Sprint đời cổ. Đây đã bắt đầu tới cái chân cầu Thủ Thiêm rồi ha. Chạy khu này đã lắm, mát. Nói chung là cái cây cầu này mới nổi, mọi người check in rất là nhiều. Mình thích đi dạo phố Sài Gòn buổi tối, chạy xe đi tà Sài Gòn rất là kiểu buổi tối mình sẽ suy nghĩ được nhiều thứ. Chạy xe mình sẽ ở nhà hay mình có thể là ở điện thoại hay là những cái việc linh tinh ở nhà. Còn chạy xe này mình chỉ suy nghĩ tới cái việc mình cần suy nghĩ và cái việc thứ hai là chạy xe thôi. Nên là mình rất là thích đi tà. Mọi người có thể thấy hai bên đường cầu rất là đông. Mọi người tới đây check-in. Đó. Thì cái phía bên tay phải này là đường rẽ xuống đường Tôn Đức Thắng để xuống đường Hồ Nguyễn Huệ. Nhưng mà mình sẽ đi thẳng. Sẽ đi thẳng để ra đường ra cái Diamond Plaza, mình đi ra chỗ nhà thờ Đức Bà, sau mình sẽ đi vòng qua hồ con rùa, cho mọi người coi buổi tối ở hồ con rùa. Mặc dù là bây giờ cũng khá là khuya rồi đó, 9-10 giờ gì đấy. Lúc ở nhà mình đi là 9:30, chắc bây giờ 10 giờ đó. Sẽ đi tầm sau khoảng 10 giờ tới 12 giờ đêm thì có gì vui ở Sài Gòn không? Mọi người có thể nghe tiếng Vespa kêu rất là giòn, Đây, chuẩn bị lát nữa mình sẽ quẹo bên tay, mình sẽ quẹo tay trái để đi xuống Diamond Plaza. Xuống Diamond Plaza là chỗ nhà thờ Đức Bà đó. Mọi người coi con đường đi xuống đó. Ôi, đèn đỏ rồi. Đèn đỏ 4 mấy giây luôn. À, con này thì chạy số tay nha mọi người. Số tay, côn tay. Này. Cái này là khóa cổ. Cái này là khóa cốp. Còn cái này là khóa máy. Ơi, mình đang để số mo. Khi mà chạy thì mình sẽ bóp côn rồi lên số 1. Xong rồi đi được một đoạn mình sẽ bóp côn về số 2, xong về số 3, xong rồi về số 4 là bắt đầu chạy đường trường. Ok. Con này 150 nên là chạy khá là bốc nha. Nhưng mà chạy xăng pha nhớt nha. Ai mà thích đi đường mà mọi người chú ý hoặc là cho mọi người hít khói á, thì đổ ra đổ nhớt thơm vô, nó sẽ rất là thơm. Pha nhớt thơm vô cái bình nhớt á. Con này thì được cái là nó pha nhớt tự động, cho nên là mình nó có hai bình, một bình xăng một bình nhớt. Chạy thoải mái. Đỡ phải pha tay, thì nó nhanh hại máy hơn nếu mà mình pha không đúng tỷ lệ. Đây. Đây cái em Plaza này. Đây, bên tay trái là cái em Plaza. Rồi,
Rồi bên tay phải là cái Diamond Plaza luôn à, tới cái Diamond Plaza. Đường này ở đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng nha. Vừa đi ngang qua Hai Bà Trưng rồi. Giờ sẽ tới cái Diamond Plaza. Bên phải là Diamond Plaza, bên trái là nhà thờ Đức Bà nè. Hay là mình sẽ đi thẳng thôi xuống Dinh Thống Nhất cũng không có gì hay. Mình đi qua hồ Con Rùa trước. Đi qua hồ Con Rùa hay. Đây là công viên, cái công viên Thống Nhất à? Ờ, công viên Thống Nhất. Công viên Tao Đàn ở bên kia. Giờ sẽ chạy qua bên hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa ngay trước mặt đó. Rồi vòng xoay đó. Vòng xoay đó gọi là hồ Con Rùa. Đây nhà văn hóa thanh niên quận 1. Đường đèn đỏ đây một chút xíu chúng ta sẽ tới hồ Con Rùa. Một vòng hồ Con Rùa luôn. Ở quán hồ Con Rùa có rất là nhiều hàng quán ăn uống, quán cà phê đồ, view chill chill đồ. Ôi mọi người thấy rất là đông nha, đông quá trời đông luôn. Để mình đi chậm chậm này. Trời ơi, ngồi trong này đông quá trời đông luôn. Nói chung là hồ Con Rùa là một nơi khá là thoáng mát. Mọi người vô đây ngồi ăn nhậu. Ở đây bán rất là nhiều đồ, cả viên chiên hay là bắp xào đồ. Ngồi đây cũng khá là chill chill đấy. Hay đi xuống đường này ta? Đông không? Thôi cái đường này không ai đi thôi. Mình đi đường mình đi một vòng hồ Con Rùa thôi ha. Thế là đủ một vòng hồ Con Rùa rồi đó. Giờ mình sẽ đi qua bên kia, đi xuống Dinh Thống Nhất nè. Đi xuống Dinh Thống Nhất. Đi sang công viên Tao Đàn xong rồi rẽ vô Dinh Thống Nhất. Có vẻ hơi lắc ha. Có vẻ video này hơi rung. Lại quay lại cái Diamond Plaza. Mình sẽ đi thẳng xuống á. Mình tính qua nhà thờ Đức Bà mà nhà thờ Đức Bà buổi tối cũng không đẹp lắm. Cho nên là thôi không. Thế là thôi, bỏ qua nhà thờ Đức Bà. Mình sẽ quẹo phải đi thẳng xuống Dinh Độc Lập này. Cho mọi người coi cái chỗ con đường Dinh Độc Lập buổi tối ha. Đó. Đây là thẳng cửa Dinh Độc Lập nhìn ra luôn á. Nhưng mà buổi tối thì chúng ta không thấy được cái Dinh Độc Lập. Tại vì Dinh Độc Lập không có lên đèn. Buổi tối ở đây khá là chill chill. Công viên ở đây rất là mát mẻ ha. Dọc. Đấy. Đây, mọi người thấy cổng Dinh Độc Lập chưa? Mọi người thấy cái cổng Dinh Độc Lập chưa? Con đường của Dinh Độc Lập này. Đây Dinh Độc Lập buổi tối nó không bắt đèn không nên là nó hơi tối. Ba ngày họ bật cho tham quan với cả buổi chiều tối chứ. Tối trễ quá người ta tắt đèn hết rồi. À, giờ đi con đường này. Đi con đường này đi đâu? Đi đâu? Con đường này thì đi ra ở chắc là mình sẽ làm một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bữa nay chắc được chạy xe vô này, bữa nay trong tuần được chạy xe vô. Ai tiếp tay á. Có vẻ hơi buồn ngủ rồi. Bữa nay chạy xe buổi tối này mát. Mình thích chạy xe Sài Gòn buổi tối đi ta. Chạy xe. Thấy chưa, có đường này đâm thẳng sang cái Sài Gòn Center, đâm thẳng xuống cửa Sài Gòn Center luôn.
nay sẽ hơi dài một xíu. Anyway, mọi người coi chưa coi là được. Cũng nó hơi rung lắc tại vì mình đi vô mấy con đường mà hơi sốc này á. Thế là cái GoPro mình cũng không có chống rung. Mình phải đi một vòng phố đi bộ. Nó đã đây, Sài Gòn Center. Sài Gòn Center mình có được đi lên đây không? Chắc được đó, nhưng mà thôi, mình đi thẳng đường này sang đường kia không, mình bọc, mình bọc sau cho mọi người đi vòng vòng cái con đường ở xung quanh khu Vitesco này nữa. Do đây nó hơi tối. Wow, nói chung mình rất là thích con đường. Đây là con đường ở bến xe buýt này. Đường này là đường Hàm Nghi, cái con đường cắt ngang này là đường Hàm Nghi. Cái này có mấy trạm xe buýt lớn. Mình sẽ sang bên kia đường rồi. Quẹo tay trái. Quẹo trái. Việt tìm bắn chả bá lửa luôn. Rất là thích đi Sài Gòn buổi tối. Cái Sài Gòn buổi tối đã lắm ấy. Mặc dù là cái con đường Hàm Nghi nó không có dài đâu nhưng mà nó rộng, nó tới 8 làn xe luôn. Mình sẽ chạy đường này xong rồi mình vòng lên chỗ cái gì ta? Ấy, mấy quán bar này đông chưa? Gọi là khu này là mấy quán bar là ăn chơi thâu đêm suốt sáng luôn. Đây mình quẹo vô Ngân hàng Nhà nước đi. Ấy, cái chỗ này là Ngân hàng Nhà nước nha. Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước, gọi là kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước cái lục để không á. Này nên qua bên kia đường để mình đi qua đường Tôn Đức Thắng xong mình có mấy anh mô tô. Wow, cái đường Tôn Đức Thắng xong rồi mình cua chỗ vòng xoay Trần Đạt. Đây là cột cờ hồi xưa từ thời Pháp thì nó là điều hành đường thủy, nhưng mà bây giờ chỉ là cột cờ biểu tượng mà. Đó, khu này là đấy, bên trái là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Bữa nay thì là ngày trong tuần đó cho nên là mọi người được chạy xe vô. Mình đi lên ở trên kia để mình quay đầu xe rồi chạy vô phố đi bộ cho mọi người coi một vòng. Rồi đây là công viên Bạch Đằng, công viên bến Bạch Đằng. Ở đây mà trải thảm nhậu là phải cháy bỏ chết luôn. Mua đồ nhậu rồi gửi xe chui vô nhậu phải cháy bỏ chết.
con đi bằng. Ôi, còn mấy giờ giảm tốc à? Nó hơi sốc nè. Đường nó không có mệt gì cả nên là đi hơi sốc. Mọi người coi sẽ hơi bị rung á. Hơi bị rung. Hy vọng là không rung quá. À, đây là tượng Trần Hưng Đạo này ạ. Tượng đài Trần Hưng Đạo nha. Đấy, mình sẽ bo theo cái tượng đài này để mình đi quay lại phố đi bộ cho mọi người coi. Một đêm Vespa Lila tại trung tâm Sài Gòn. Xong rồi sau đó mình sẽ làm những clip mà đi những cái khu nhỏ nhỏ ở Sài Gòn khác. Những khu gì, đường 3 tháng 2 đồ nè, đường Lý Thường Kiệt nè, Hùng Vương nè. Ôi, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều con đường ở Sài Gòn đẹp lắm. Ở Sài Gòn có nhiều con đường đẹp lắm. Nếu mọi người coi, mọi người có follow mình đi, mình sẽ dẫn mọi người đi tùm lum tà lạ luôn. Liberty Center này, khách sạn 5 sao đó. Khu này toàn khách sạn Riverside 5 sao. Luân Nam Coffee. View biển ở Phú Quốc đi, chúng ta về lại cái view sông ở Sài Gòn ấy, đặc cấp. Đây, dễ vô phố đi bộ. Ui xà, nó phê ha. Đây, mọi người ở đây, phố đi bộ. Con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ. Đó, mọi người đậu xe đi quá trời. Để trong tuần cũng ít người tới đây á, cũng không quá nhiều cho nên là họ không có cấm xe qua lại. Xe đậu thoải mái, đi thoải mái, không làm cản trở giao thông mà được. Sau này cháu mình sẽ quẹo ra nhà hát thành phố cho mọi người coi. À, cái Vạn Thịnh Phát này, trụ sở Vạn Thịnh Phát. TTP. Nhà vui đông quá à. Khu này đông quá nè. Ở đây có hát hò nè. Có hát hò nhảy múa. Đông quá trời đông luôn. Có hai nhóm hát luôn. Để rất đông. Hai nhóm hát. Mình thích đi buổi tối Sài Gòn nha. Khá là vui nhộn. Em buổi tối Sài Gòn. Ê. Cuối tuần thì nó đông, cuối tuần thì đông á. Nhưng mà những ngày trong tuần thì ok, lưu lượng vừa phải. Chỉ có điều là trong tuần thì cái giờ cao điểm thì lại đông tại vì người ta đi làm. Đây là đó, ở bên phải mình có City Tour đi bus. Bus mùi trầm. Để đi City Tour. Đây. Mọi người có thể thấy trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố à. Sẽ quẹo ở đây quá. Quẹo ở đây mình ra nhà hát chứ không có gì á. Quay cho mấy bạn coi nhà hát nè. Nhà hát lớn thành phố. Thì mọi người biết là ở Hà Nội cũng có nhà hát lớn nè. Thì đây là nhà hát lớn Sài Gòn ha. Mọi người để coi. Đấy, có cái Caravel nè, khách sạn Caravel nè, khách sạn 5 sao này. Bên này là bị nhà hát lớn này, rất là đỉnh.
Phía trước là con đường Hai Bà Trưng hả? Hai Bà Trưng. Bên này là Bắc Hải An. Đó, Thái Công. Cái tiệm Thái Công bự hơn. Cái Bắc Hải An view đẹp quá nè. Bắc Hải An bao đẹp luôn. Khách sạn sang xịn mịn nhất Sài Gòn đến tới thời điểm hiện tại. Đó là Bắc Hải An. Khách sạn sang xịn mịn nhất. Đây là cập mạng của nhà hát. Trời, giới trẻ qua đây chơi rất là nhiều. Ra đây uống trà sữa rồi, tắm dốc rồi, bá cháy vợ cháy. Lại đi quay ngược lại phố đi bộ ha. Sẽ đi quay lên ngược lại phố đi bộ. Đấy, mọi người thấy con đường Lê Lợi không? Con đường Lê Lợi sáng rực luôn. Hôm bữa mình cũng có đi city tour này rồi. Giờ đi vô thẳng phía trước là Ủy ban Nhân dân thành phố. Ấy, mọi người thấy trung tâm hành chính của thành phố bự không? Hơi bị đỉnh đẳng cấp lắm à. Đẳng cấp lắm à. Hơi bị trang hoàng. Đẹp. Khu này là kiến trúc của Pháp này. Đấy. Còn cái này là bên trái là Rex Hotel này. Còn bên phải là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố này. Đấy, quẹo đường này ha. Quẹo đường này đi lên Vincom cho mọi người coi nè. Đi lên Vincom. Ở đâu sẽ có, mỗi thành phố sẽ có một cái Vincom cho mọi người. Ở Sài Gòn rất là nhiều Vincom. Sài Gòn thì quá trời Vincom luôn. Hơi bị nhiều Vincom nha. Vincom tắt đèn rồi. Vincom chê quá, Vincom tắt đèn rồi. Đây, ngay phía trước là Vincom nè. Đây, bây giờ mình quẹo bên này. Đó, Vincom á, mình lại quẹo xuống. Lại quẹo xuống Ủy ban Nhân dân thành phố nè. Cái clip này dài bao nhiêu lâu rồi? Chắc 20 phút à? 20 phút hơn nữa chứ. Bây giờ là sao đi xuống đường Trần Hưng Đạo để đi chợ Bến Thành ha. Chợ Bến Thành. Vào con đường Lê Lợi đi. Đi Lê Lợi đi cho nó khác đường. Hồi nãy đi đường kia rồi. Giờ đi đường Lê Lợi. Để hồi nãy mới đi ngang đường Lê Lợi thôi chứ chưa có đi thẳng đường Lê Lợi. Giờ đi thẳng đường Lê Lợi để xuống chợ Bến Thành ha. Xong chúng ta sẽ quẹo vô đường Trần Hưng Đạo không. Xong rồi chúng ta sẽ coi sơ sơ đường Bùi Viện ha. Quẹo vô Lê Lợi nè. Ôi, không biết hồi em chơi mô tô nè. Sài Gòn Center kìa. Cái con đường Lê Lợi này nó chặn bao nhiêu lâu rồi mới mở lại đó. Chứ nó đào cái đường hầm mà.
đường tuyến metro cái rộng quá lâu rồi, sửa lại, mới mở lại gần đây. Mới mở lại đợt trước Tết. Rất là đẹp. Giờ thì sao? Giờ thì đi xuống đường. Chỗ chợ Bến Thành thôi chứ sao? Giờ thì đi chợ Bến Thành. Ấy. Chỗ này là chợ Bến Thành nha. Bắt đầu vô tới chợ Bến Thành rồi đó. Đấy, chợ Bến Thành buổi tối nè. Không gian này người ta quay để cho mọi người đi bộ đúng không? Chợ Bến Thành buổi tối. Cái đi lúc buổi chiều chiều mới tối thì người ta còn bật đèn, nó rất là đẹp. Bây giờ thì khuya quá rồi, mình chạy khuya mà, cho nên là người ta tắt đèn rồi. Giờ này là giờ người ta chuẩn bị đi ngủ rồi. Có mình rảnh rảnh mình chạy cho mọi người, quay cho mọi người coi. Mình tiền mình đi hóng mát rồi mình quay cho mọi người coi. Tính đi con đường thời trang Nguyễn Trãi nữa mà không biết có kịp không. Này cái McDonald's nè. McDonald's nè. Trần Hưng Đạo. Đi thẳng đường này sẽ qua quận quận 5, quận 6 dưới quận 5 qua quận 6. Chắc mình sẽ quẹo ở dưới kia để đi sang đường Nguyễn Trãi hả? Thôi quẹo đường dưới đi. Đi vô đường Bùi Viện nè. Đường này là đường Bùi Viện. Có đường ăn chơi, con đường không biết ngủ nghỉ ở Sài Gòn. Trần Hưng Đạo không khỏe xuống đường Nguyễn Trãi. Đây mình lại ra đường Trần Hưng Đạo rồi. Đường Bùi Viện đông quá. Đông quá mình chen vô đấy mệt mỏi lắm. Đấy mình quẹo đây, quẹo chỗ cái khách sạn này. Này là gì quên mất tiêu à? Cái trên kia New World, cái này là khách sạn. À cái này là Pullman, quên. Lâu quên ngang gì đó. Phun mình rẽ đoạn chỗ Trần Hưng Đạo mới phun mình để đi ra đường Nguyễn Trãi cho mọi người con đường thời trang, con đường của sự đẹp đẽ và giàu sang. Rất là nhiều tiệm thời trang rồi. Giờ hồi trước mình cũng làm một tiệm thời trang rồi. Bán đắt hàng lắm, bán đắt hàng lắm. Mọi người đi mua quần áo ở Sài Gòn mà mua lẻ là cứ đường Nguyễn Trãi mà tớp cho em.
báo đẹp, báo đẹp báo rẻ. Còn mọi người mà muốn mua nhiều mua rẻ qua hàng thông Tây ha, qua hàng thông Tây xuống chợ Bình Tây, ui giời ơi, báo rẻ báo đẹp báo xỉ. Sài Gòn có nhiều cái vui lắm, Sài Gòn có nhiều cái vui lắm. Ở ngoài Hà Nội thì có chợ Ninh Hiệp đúng không, chuyên đồ xỉ đúng không. Đây, ở đây có chợ Hạnh Đông Tây, có chợ lớn, ôi có chợ Tân Bình, ui nhiều lắm. Sài Gòn là trung tâm kinh tế mà nhiều lắm. Nói chung là về đàn kinh tế thì Sài Gòn nhiều lắm. Đó, chúng ta đã tới đường bên trái rồi nè, dừng đèn đỏ phát ra. Không biết nó còn quay không hay là hết thời gian quay rồi. À, vẫn quay nửa tiếng rồi đó. Chứ tầm 10 phút nữa sẽ đi con đường bên trái thì tầm 10-15 phút. Ở đây có cái tiệm cơm gà cũng khá là ngon này. Ở trước mặt chúng ta là nhà khách Quân Nam, đó là của Bộ Quốc phòng á. Nhà khách Quân Nam. Thường thì những cái nào mà gọi là nhà khách á là những cái mà của nhà nước, của Bộ Quốc phòng á thì sẽ gọi là nhà khách, tại vì nó sẽ là nơi lưu trú của những người được mời hoặc là sau đó những người mà làm việc với chính phủ á, thì sẽ được ở nhà khách đó, tới Việt Nam thì sẽ được ở nhà khách đó. Ok, đây là con đường bên trái, chúng ta chưa tới chỗ đoạn thời trang đâu. Đoạn này mới chỉ là đoạn dạo đầu thôi, khúc dạo đầu thôi. Khúc này là khúc quận nhất, khúc dạo đầu thôi, khúc này là doanh trại quân đội rồi. Đấy, ở bên tay trái cũng có một cái chợ ở trong hẻm. Nhưng mà bỏ qua cái chợ đi, chúng ta sẽ đi thẳng xuống chỗ khu chính nè. Khuya bắt đầu người ta cũng dẹp bớt rồi, chứ đi cái dầm mà 7-8 giờ tối ui rồi nó đông nghẹt luôn, nó tắc đường suốt luôn, tại vì người thì dừng lại mua đồ, ui rồi nó lại gặp giờ cao điểm nó chết luôn, phải không? Bán rất là nhiều đồ, ở đây rất là nhiều shop quần áo, giờ người ta đang thu dọn mà ta về nè. Đã cũng chế rồi, 10:30-11 giờ rồi. Chứ thể mọi người luôn, mọi người mà đi tầm chiều tối, ui dồi ôi, chết ở cái con đường này luôn á. Gọi là mê lắm, thời trang rất là nhiều, rất là mê. Trang là cứ phải tán vô con đường bên trái này cho em. Con đường này là mang đến sự đẹp đẽ cho các chị em. Các chị em mà ghé con đường này là thôi, không có về được đâu, không có về ngay được đâu. Cứ phải lượn lờ cái đá, rất là nhiều đồ đẹp. Có quá trời thương hiệu lớn, thương hiệu Blue Exchange nè, rồi PT2000 nè, rồi Nón Sơn nè, rồi Adidas nè, rồi Nike nè, ui nhiều lắm. Tầm
blue nè. Ui, the blue này ở đây lâu lắm rồi, cả chục năm rồi. Cái the blue này là có mỗi địa điểm này là cả chục năm rồi. Hay là mình mua cái chân máy ảnh thầy để mình quay lại mình hỏi chân máy ảnh nhiều mua chân này để mình chưa có chân máy ảnh. Ôi, đó người ta dọn gần hết rồi. Chạy hoa chúc mọi người buổi tối tốt lành, lành nữa đi ngủ ngon ấy. Chắc là video cũng tới đây rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người đừng quên bấm like và subscribe, chia sẻ video này cho em ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video mà Vivu ở Sài Gòn, ở khu khác ha. Hẹn gặp lại mọi người, bye bye. Tắt video đây. Để lên mua chân máy. Nãy mình thấy đoạn nào.